Trung đường đại nhân, Lưu Thống Huân không chỉ xuất hiện ở tiền đường, còn ở đó dẫn lên trại khai khẩn đất quan. Hoàng thượng đã tới đó. Đó là đây không phải là chuyện gì mới mẻ nữa, ta đã biết từ lâu rồi. Nhưng Lưu Thống Huân khai quan ở tiền đường được rất nhiều ưu ái của hoàng thượng, lỡ như hoàng thượng lại hạ chỉ triệu ông ta về triều, thiên hạ này e rằng lại đại loạn. Chuyện này cũng chính là chuyện ta lo lắng nhất. Hả? À, tên Lưu Thống Huân này từ quan, ông ta không phải lùi một bước tiến ba bước, ông ta là muốn lùi ba bước tiến chín bước đó. Tiến tới bước thứ 9 e là sẽ dẫm lên ngón chân của chúng ta đó. Trời ơi, theo như những vụ án trước đây cho thấy, phàm là chỉ cần có Lưu Thống Huân can thiệp vào, thứ phải tháo xuống toàn là những chiếc hoa linh trên đầu của các quan viên. Lần này tuyệt đối không được để ông ta lập công về triều. Nhưng mà hiện giờ hoàng thượng biết Lưu Thống Huân đang ở Chiết Giang, nếu như chúng ta lại giống như lần trước đẩy hắn vào chỗ chết, e là sẽ rước họa vào thân. Mã Kỳ Mô, viết một bức thư cho Mã Kỳ Mô, kêu hắn ở Chiết Giang dốc sức ngăn cản Lưu Thống Huân, tốt nhất làm cho trại khai quan rối tung hết lên. Hạ quan lập tức đi viết thư cho Mã Kỳ Môn. Binh bộ gấp rút 800 dặm. Dạ. Nhìn lương thực sắp sửa đã được đưa vào kho, bỗng nhiên lại gặp nạn sâu bọ như vậy. Các mẫu đất bị ảnh hưởng ở các làng đều đã báo cáo lên huyện nha. 6 phần ngũ cốc không thể thu hoạch, còn lại giảm một nửa, chỉ có 2 phần không bị sâu bọ. Ê, trận thảm họa này thật sự quá khủng khiếp. Châu chấu bay khắp bầu trời, không ruộng nào không có. Châu chấu từ phía đồng tới, chỉ dọn dẹn trong phút chốc đã ăn sạch hết lúa chín của cả ngàn mẫu ruộng. Đúng là quả vô đơn chí mà. Tiền đường đại khai quan, thiếu nhất chính là lương thực. Cứ tưởng sau mùa thu có thể thu được ít lương thực từ chỗ dân làng để cho trại khai quan dùng trong mùa đông. Nhưng bây giờ xem ra, không những trại khai quan không thu được lương thực, ngay cả lương thực để dân làng ăn cũng không còn nữa. Chỉ trong nháy mắt, tiền đường đã trở thành tỉnh thiên tai. Ông trời cũng thích tổn thương người khác quá, rõ ràng là muốn đối đầu với chúng ta. Hôm nay ta và Cầm Y ra ngoài một chuyến, rất nhiều dân làng đều đang rao bán ruộng đồng, chuẩn bị bỏ đi xứ khác. Thật ra nạn sâu bọ không đáng sợ, điều đáng sợ là dân làng đều rời xa quê hương, tìm đường sống nơi khác. Biện pháp duy nhất để giải quyết chính là để họ gia nhập trại khai quan, làm việc nhận thù lao. Như vậy không những có thể giúp chúng ta khai quan, mà năm sau chúng ta cũng có đất để trồng. Phải, hiện giờ việc ưu tiên hàng đầu là làm sao giữ được dân làng ở lại. Chỉ cần trong tay chúng ta có lương thực là có thể kêu gọi người dân gia nhập. Về lương thực mà Mã Kỳ Môn đưa tới, trong vòng 2 ngày có tới được tiền đường không? Đường đại nhân, tôi đã phái người đi dọc theo sông kiểm tra rồi, vừa mới nhận được tin báo nói 12 chiếc thuyền chở lương thực đã tới lãnh thổ Chiết Giang rồi. Nếu mọi việc suôn sẻ, 3 tới 5 ngày là có thể tới tiền đường. Ngay khi 12 chiếc thuyền này tới, chúng ta liền có thể giữ được nạn dân ở tiền đường ở lại rồi. À đúng rồi, cáo thị viết về 5 nô quy của trại khai quan, phải đem dán cho nhà nhà đều thấy. Việc cấp bách hiện giờ chính là đi đón 12 chiếc thuyền lương thực. Cấp sơ, việc này giao cho con làm, không được để xảy ra chút sai sót nào. Dạ rõ. Bổn trung thừa không nói linh tinh nhiều nữa, chỉ có một câu: 12 chiếc thuyền lương thực phải quang minh chính đại đường hoàng dẫn chuyển tới. Như vậy coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao phó. Còn những việc còn lại thì phải xem hai vị rồi. Mã đại nhân giao phó nhiệm vụ trọng đại như vậy, chúng tôi sao dám lơ là chứ. Trời ơi, 12 chiếc thuyền lương thực này không phải là một con số nhỏ đâu.
Nếu như toàn bộ đều để cho trại khai quang của Lưu Thông Huân, vậy ông ta đúng là như hổ thêm cánh rồi. Không những giữ được 2.000 dân khai quang ở huyện Thanh Đồng ở lại, mà sẽ còn thu hút được toàn bộ nạn dân ở Tiền Đường để qua đó. Vài năm nữa, nếu cuộc đại chiến khai quang ở Tiền Đường thành công, Lưu Thông Huân hắn sẽ lập được công lớn cho triều đình. Tới lúc đó, nếu ông ta về triều phục chức, chúng ta đúng là không còn ngày tháng tốt nữa đâu. Cho nên hai chữ lương thực này không chỉ là cửa tử của Lưu Thông Huân ông ta, cũng là cửa tử của chúng ta. Giờ xem ai ra tay trước sẽ mạnh hơn thôi. Không sai. Đậu gia, ông là ban chủ thuyền chở hàng. 12 chiếc thuyền chở lương thực này đều là do ông quản lý. Các huynh đệ trên thuyền cũng là người của ông. Xử lý lương thực trên thuyền ra sao, không phải ông không có cách nào hay chứ? Lương thực trên 12 chiếc thuyền này muốn chúng biến mất trong phút chốc để Lưu Thông Huân đón hụt hẫng. Chuyện này thì nói dễ thì cũng dễ, nói khó cũng khó đâu. Khó ở chỗ nào mà dễ thì lại ở chỗ nào? Lương thực mà, nó sợ lửa chứ không sợ nước. Dù bị trúng nước, lương thực vẫn là lương thực. Nhưng mà một khi gặp phải lửa, lương thực sẽ trở thành tro. Một ngọn lửa đốt sạch lương thực trên 12 chiếc thuyền, đây chính là dễ. Còn nói về khó, đây là nhiệm vụ do Hoàng thượng giao phó. Một khi đốt hết lương thực thì sẽ là vụ án vô cùng lớn. Một khi hình bộ tiến hành điều tra, điều tra tới chỗ của đậu mổ tôi, e rằng hàm cấp ban chủ này của tôi cũng không cứu nổi mạng tôi đâu. Vậy nên đây chính là cái khó. Tôi đã hiểu rồi. Ý của đậu gia là nếu như đốt lương thực trên thuyền, một khi ở trên điều tra xuống, ông không dễ đối phó, là ý này đúng không? Đúng vậy, chính là ý này. Thật ra ngũ gia ta đây đã sớm nghĩ ra chữ khó này cho ông rồi. Việc khó ở trên đời chỉ cần có một thứ là có thể biến khó thành dễ. Người đâu, mang lên đây. Đây là gì? Mở ra xem thử. Đây là ngân phiếu của cửa tiệm Vạn Long Tô Châu, đổi được ở khắp nơi. Tổng cộng 20.000 lượng. Sau khi xong việc sẽ có thêm ngân phiếu 20.000 lượng gửi đủ cho ông. Sảng khoái. Cô Mã đại nhân, tống ngũ gia xem trọng đậu mổ như tôi đối với việc này, dù tôi phải liều cái mạng cũng phải làm một chuyến. Nào. Mở đi. Người dẫn đám phạm nhân buôn người đây trà trộn lên thuyền của đậu gia, giả danh người chuyển hàng, thực chất để trộm lương thực. Tối hôm qua trong khoang bị thiếu 50 thạch lương thực, có người tận mắt nhìn thấy người dẫn theo đám người đây lén lút chuyển lương thực sang một chiếc thuyền nhỏ được kéo phía sau đuôi thuyền. Ngậm máu xuống người, một mắt ta là kẻ buôn người, điều này không phải giả, nhưng đó là thiên tai ép buộc. Bây giờ ta và các huynh đệ đã cải tà quy chánh, lên thuyền làm người chuyển hàng.
sao có thể dù không ta trộm lương thực? Bắt hết bọn trộm lương thực này lại, đi thuyền tới Hàng Châu bẩm báo Mã Kỳ Môn đại nhân. Để ta xem ai dám. Theo lý thì 12 chiếc thuyền này tới Tiền Đường mới bàn giao hàng, nhưng tại sao Mã Kỳ Môn ông ta lại kêu người tới bến thuyền Cũng Thần Hàng Châu để nghiệm thu chứ? Mã Kỳ Môn đã thay thế Đường đại nhân vừa lên nhậm chức tuần phủ Chiết Giang, bàn giao ở bến thuyền Hàng Châu đương nhiên sẽ quay phong hơn ở bến thuyền Tiền Đường nhiều rồi. Mặc kệ ông ta bàn giao ở đâu, vận chuyển được lương thực tới Tiền Đường là được. Ông ta phái người tới báo giờ tí tối nay thuyền tới, ông ta đợi người ở bến thuyền. Cà My à? Dạ. Bất luận ra sao chúng ta cũng phải tới được bến thuyền Cũng Thần vào giờ tí. Phụ thân, người yên tâm. Chà. Mã đại nhân. Lưu đại nhân, 12 thuyền lương thực ngài đều xem qua từng chiếc rồi. Hơn nữa, mỗi bao lương thực trên thuyền ngài cũng đã mở từng bao ra xem, kiểm đếm số lượng bao, còn cho cân lại. Ngài phát hiện có vấn đề gì không? 12 thuyền lương thực đều không có vấn đề gì, còn lương thực cũng là lương thực mới của năm trước. Có câu nói này của Lưu đại nhân, thật không uổng công cực khổ một chuyến, trong lòng Mã mổ tôi coi như là nhẹ nhõm được rồi. Người đâu? Có hạ quan, phiếu bàn giao đã soạn sẵn, mời đại nhân xem qua. Không sao, con xem đi. Mời. Dạ. Không vấn đề gì thì ký nhận. Dạ. Lưu đại nhân, số lương thực này khi được chuyển tới trại khai quan, những người dân khai quan có cơm ăn rồi. Mã mổ tôi có thể làm chút việc nhỏ này cho Lưu đại nhân, thật sự rất vinh hạnh. À, không dám không dám. Mã đại nhân, làm phiền đại nhân quá rồi. Nè, Lưu đại nhân khách sáo quá rồi. Sau này chúng ta một lòng một dạ cùng giải quyết khó khăn cho hoàng thượng. Lão sư, ký xong rồi. Ừ. Mã đại nhân, Mã đại nhân, lương thực đã được bàn giao xong. Ừ. 12 chiếc thuyền lương thực này khi nào vận chuyển tới bến thuyền Tiền Đường? Để Lưu đại nhân yên tâm, bổn quan đã hạ lệnh khởi hành xuyên đêm, sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ tới bến thuyền Tiền Đường. Vậy tôi sẽ cùng đi với thuyền. Ủa, Cốc Tri huyện muốn đi theo thuyền lương thực như vậy được không? Có được không vậy? À, bẩm đại nhân, 12 chiếc thuyền này của chúng ta là thuyền chở lương thực à, theo quy định vận chuyển hàng hóa. Nếu không phải người chuyển hàng thì không được đi cùng trên thuyền, kẻ vi phạm giao hình bộ xử trí. À, ngài xem cái này. Ờ, Cốc Sơn, thuyền chở lương thực quả thật có quy định, chúng ta cứ làm theo quy định của họ. Vậy đi, tôi và Cốc Sơn đi trước, chúng tôi ở bến thuyền Tiền Đường đợi các người. Được. Làm ơn khởi hành sớm. Được. À đúng rồi, vẫn còn có một việc phải bẩm báo Mã đại nhân. Nói. Cách đây không lâu, trên thuyền thiếu nhân lực, có tuyển 7-8 người vô gia cư lên làm người chuyển hàng. Nào ngờ đâu, đám người này lại là kẻ cướp lương thực. Tối hôm qua, bọn họ đã trộm mất 50 thạch lương thực. May là chúng tôi cảnh giác, đã đuổi kịp thuyền nhỏ của bọn họ, thu hết lương thực mang về rồi. Cũng đã bắt hết bọn họ, không chừa một ai. Không ngờ còn có chuyện này. Bổn quan muốn xem thử bọn cẩu tặc dám ăn trộm lương thực của hoàng thượng mặt mũi ra sao. Dẫn bọn họ lên đây. Dẫn lên đây. Đi. 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 Lưu đại nhân, Cốc Tri huyện, nhìn thấy chưa hả? Vận chuyển lương thực đúng là không dễ chút nào. Hả? Nếu không phải mấy người chuyển hàng nhanh nhạy thì đám cẩu tặc này thực hiện trót lọt rồi. Đa tạ, đa tạ các vị chuyển hàng trên thuyền. Đây là trách nhiệm của tiểu nhân chúng tôi mà. À đúng rồi, thuyền lương thực này là vận chuyển tới Tiền Đường, giải đám trộm cướp này xuống dưới hầm thuyền, sau khi tới Tiền Đường giao cho Cốc Tri huyện nghiêm trị. Dạ. Giải hắn về. Đi. Dạ. Dạ. Đi mau. Đi. Đi.
Mã đại nhân, nghỉ đi. Tôi và cấp kỳ quyện lập tức trở về tiền đường. Các ngài lập tức khởi hành. Chúng tôi ở tiền đường chờ đón các ngài. Thứ lỗi, không tiện. Không sợ, chúng ta đi. Lão sư, con tới quán trọ phía trước, chọn con ngựa nhanh về tiền đường trước. Sẽ cùng Hoàng Bột Tử và người bốc dở hàng tới bến thuyền đợi người. Được, thuyền lương thực vừa tới là bốc dở liền. Kho trữ lương thực chuẩn bị xong hết chưa? Thuyền lương thực vừa tới, toàn bộ sẽ được chuyển tới chùa Phổ Hoài. Đường đại nhân nhà Minh Đăng đại sư đang lo liệu bên đó. Hẹn gặp ở tiền đường, chú ý an toàn. Cầm y, chăm sóc tốt lão sư. Được, yên tâm đi. Chà. Sao giờ này vẫn chưa tới nữa? Phải đâu, giờ này vẫn chưa tới. Phải đâu. Mọi người, đừng nóng vội. Họ nói rồi, trước khi trời sáng thuyền chắc chắn tới. Mọi người đừng nóng vội. Cốc Sơn, Mã Kỳ Môn đã nói trước khi trời sáng thuyền sẽ tới, đúng không? Ông ta đúng là nói vậy. Nhưng mà trên thuyền có xảy ra một chuyện hơi khác thường. Là chuyện gì? Trên thuyền có một nhóm nạn dân giả làm người chuyển hàng, trộm cắp lương thực trên thuyền. Toàn bộ đã bị bắt. Bọn trộm cắp đó đâu? Người chuyển hàng kéo nhóm nạn dân này lên bong thuyền cho Mã Kỳ Môn và Lưu đại nhân nhìn mặt. Mã Kỳ Môn muốn đưa nhóm nạn nhân này tới huyện nha tiền đường xét xử. Kết quả tên cầm đầu nhóm người đó nhảy xuống sông bị bắn chết rồi. Chuyện này quá kỳ lạ. Trộm cướp lương thực trên thuyền xét về tình có thể tha thứ, nhưng những người chuyển hàng tại sao phải vạch mặt những kẻ trộm cướp trước mặt Mã Kỳ Môn và Lưu đại nhân chứ? Mã Kỳ Môn không giữ mấy tên trộm cướp ở lại Hàng Châu xét xử mà chở họ tới tiền đường xét xử. Với lại, điểm giao hàng của chúng ta lẽ ra ở tiền đường, tại sao lại đổi thành ở Hàng Châu? À đúng rồi, Đậu Bang chủ quản lý thuyền suốt ngày không ở trên thuyền lo việc, trời vừa tối đã chạy tới trại khai quang chơi bời. Mấy chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Bị lừa rồi. Dương Bất Dịch, Tiểu Phúc Sơn, đi theo con. Mau lên. Công gia, đi đâu vậy? Đại thiên tử nói không sai. Ta và Lưu đại nhân đều bị bọn họ lừa rồi. Nhập lửa đi, cháy lửa đi, cháy rồi. Con thuyền này sớm muộn không cháy, cứ phải tới cách tiền đường 5 dặm mới cháy. Những điều này đều được bọn họ tính toán kỹ lưỡng rồi. Bọn người các ngươi quá độc ác, sao cứ phải đối đầu với Lưu đại nhân, tốt đại nhân của bọn ta chứ? Bọn họ không phải đối đầu với Lưu đại nhân, cũng không phải đối đầu với Cốc Sơn ta. Bọn họ muốn đối đầu với đồng ruộng, mà là đối đầu với nhà Thanh. Cốc Sơn, không trục vớt được một hạt thóc nào à? Con phải nói sự thật cho lão sư biết, lão sư có thể chịu đựng nổi. Không trục vớt được một hạt thóc nào sao? Cốc Sơn, con hãy nói đi. Lão sư, con quá sơ suất rồi.
Tối hôm qua ở bến thuyền Cũng Thần nhìn thấy đám trộm cắp lương thực. Tôi nên nghĩ sẽ có chuyện xảy ra với thuyền lương thực. Bọn họ đốt thuyền chở lương thực rồi. Không phải lỗi của con, đây là lỗi của lão sư. Lão sư thường nói lòng người khó lường, tại sao tới lượt mình lão sư lại không nhớ điều này? Sao tới lượt mình lão sư lại không nhớ ra? Có phải ta già rồi không? Ta già rồi đúng không? Già tới mức không phân biệt được ai là người ai là thú, sao ta có thể không nghĩ ra? Lão sư, sao ta có thể không nghĩ ra? Bọn họ lại diễn một vở tuồng thuyền lương thực bị cháy không một kẻ hở như vậy chứ, là lương thực đó. Lão sư, nói nhỏ một chút. Không còn lương thực, trại khai quang khó mà duy trì. Điều chúng ta lo lắng có thể sắp xảy ra. Lưu đại nhân. Con người muốn dồn chúng ta vào đường cùng, mấu chốt chính là xem chúng ta có thể thực hiện được bước này hay không. Nếu chúng ta thực hiện bước này sẽ vĩnh viễn không quay đầu được. Có thể ông trời có mắt sẽ cho chúng ta thoát khỏi cái chết. Giờ chỉ xem bước này có dám thực hiện không thôi. Lão sư, làm đi. Thò đầu một nhát, thụt đầu cũng một nhát. Chúng ta cứ giơ cổ của mình cho họ chặt. Đường đại nhân, ông thấy sao? Cốc Sơn nói rất đúng. Làm đi. Được. Vậy chúng ta cứ thực hiện bước này, tiến bước này về phía trước. Chết thì cùng chết, sống thì cùng sống. Có điều chuyện thuyền lương thực bị cháy sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trại khai quang. Hơn 2000 dân khai quang ở trại chắc chắn sẽ mang theo nông cụ, dắt theo trâu bò, già trẻ kéo nhau rời khỏi tiền đường. Cho nên điểm then chốt để bước được bước này chính là giữ chân được họ. Còn điểm then chốt giữ chân được họ chính là tìm cách có được lương thực. Hiện nay các huyện ở Chiết Giang đều bị thiên tai, hơn nữa đều đang khai quang, lương thực trở thành thứ quý báu nhất. Muốn tới những địa phương đó hỏi mượn lương thực là điều không thể. Còn nếu như ra tỉnh ngoài mua lương thực thì nước xa cũng không thể cứu được lửa gần. Lão nạp có lời này. Đại sư mời nói. Thiên tử Thiên Đại Chiết Giang có ruộng chùa ngàn mẫu, chủ trì ở chùa này là sư huynh của lão nạp. Nếu có thể đến đó mượn lương thực, thiết nghĩ sẽ không tay không trở về. Tốt quá rồi đại sư. Cốc Sơn. Dạ. Việc này giao cho con làm vậy, làm theo lời đại sư nói, đi Thiên Đài mượn lương thực. Dạ được lão sư. Đường đại nhân, nhờ ông vất vả một chuyến, cầm theo số ngân lượng mà huyện nha quyên góp được, lập tức đi tỉnh Phúc Kiến một chuyến, tìm cách thuê một thuyền vận chuyển lương thực bên ngoài, mua một ít lương thực mau chóng chuyển về. Đây là điểm mấu chốt. Được. Lưu đại nhân, sau khi mấy người chúng tôi đi rồi, việc khuyên dân khai quang ở lại, ông yên tâm, việc này cứ giao cho ta, ta sẽ tìm đủ mọi cách giữ chân họ lại. Mọi người mau chóng đi đi. Được. Lưu đại nhân, nếu đã thực hiện bước tiến này, ắt hẳn thần linh sẽ phù hộ. Cứu vớt chúng sinh là công đức hàng đầu trong thiên hạ. Chúng ta bây giờ đi thôi. Được. A-di-đà-phật. Đa tạ đại sư, đa tạ. Lão sư, người bảo trọng. Được, đi đi. Dạ, mời. Người dân khai quang ở huyện Thanh Đồng đâu? Người đâu?
Người dân khai quan ở huyện Thanh Động đều đi đâu hết rồi? Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, họ bỏ đi rồi kìa, ngài xem. Không được, phải đuổi theo gọi bọn họ quay lại. Gọi họ quay lại. Đuổi theo gì nữa chứ? Cho dù đuổi theo cũng không giữ chân họ được. Bọn họ đi hết trại khai quan phải làm sao? Lưu đại nhân, ngài khoan nóng vội, ngài ở đây đợi một chút. Cầm đi, cô tới trại khai quan vác lá cờ qua đây. Tiểu Phong Sanh, đi theo ta. Các ngươi mau quay lại, mau quay lại. Các thương thông, mau quay lại đi, mau quay lại đi. Trại khai quan. Các thương thông, mau quay lại đi. Các thương thông. Các thương thông. Các thương thông. Quay lại đi. Mau quay lại đi. Lấy lại, Lưu Thông Huân phất lên ngọn cờ lớn này, khiến những người dân vốn dĩ đang nản lòng lại thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng. Trên vùng đất Chiết Giang, những người dân lại bắt đầu phong trào khai khẩn đất quan sôi nổi. Người dân lao động cực nhọc, không hề vô ích. Dưới từng bước chân, từng cái cuốc, từng cái cày của họ, ruộng đồng Chiết Giang phát triển đáng mừng, tin vui tấp nập. Phủ Chiết Giang không ngừng báo tin mừng về kinh. Còn Lưu Thông Huân không bằng lòng với việc khai hoang ở một nơi, ông tấu lên Càn Long. Nhận được hoàng ân mạnh mẽ của Càn Long, lấy Chiết Giang làm gương, phát triển khai hoang ra khắp cả nước, đạt được thu hoạch lớn, khiến cho Càn Long và hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Kinh thành cũng hiếm khi có được bầu không khí vui mừng như lễ hội. Khai quan nhộn nhịp lại, tin vui cũng đã đưa tới rồi. Mọi người vui vẻ hẳn lên. Đã tới lúc chúng ta định ra tay rồi. Con cờ đã được sắp sẵn trên bàn cờ, chỉ đợi chúng ta đi như thế nào thôi. Tiền bạc có thể ép chết anh hùng, nhưng chúng ta phải để cho hoàng thượng hiểu được một đạo lý. Tiền không chỉ ép chết được anh hùng, có đôi lúc cũng có thể ép chết... Ý của Trung Đường đại nhân là ngài chỉ ra những điểm sai lầm của chúng ta. Chúng ta cứ nhắm vô chữ tiền này làm ồn ào lên. Phải để cho hoàng thượng biết, ngân khố của hộ bộ và công bộ đã rất báo động. Binh bộ và hình bộ cũng đang nóng lòng chờ tiền. Đem tất cả mọi việc gom chung lại, gây sức ép lên hoàng thượng. Gây sức ép là cần thiết, nhưng không thể như kẻ tiểu nhân ngoài chợ, cầm bình rượu nói lời say đúng không? Chúng ta phải giải thích rõ sự tình triều đình đang thiếu ngân lượng để hoàng thượng tin tưởng tuyệt đối. Đúng, phải để hoàng thượng biết triều đình thiếu ngân lượng không hoàn toàn là vì chi tiêu quá lớn, mà là thu vào quá ít.
Một hầm bạc cũng giống như một bể nước lớn, chỉ có nước ra, không có nước vào, không phải sẽ nhanh chóng thay đây sao? Áp lực thiếu tiền chỉ cần có thể khiến hoàng thượng biết được mức độ. Vậy thì hoàng thượng sẽ phải hạ chỉ tăng thu. Nếu không thì những tiếng gào thốc than đói nghèo khắp triều, hoàng thượng nghe riết không sanh bệnh mới lạ đó. Hiền châu hoàng thượng quan tâm nhất là vụ nào? Khắp thiên hạ đều biết rõ. Khai quan, khai quan hiện giờ là việc lớn hàng đầu của hoàng thượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ thuận theo tình thế, nhắm vào khai quan, làm mọi thứ ầm ĩ lên. Ý kiến hay. Khai quan, sau khi khai quan thì làm gì? Tất nhiên là trồng thêm nhiều ngũ cốc. Khai quan xong trồng được ngũ cốc, ruộng đồng đó phải bị đánh thuế rồi. Còn cần phải nói theo thường lệ, chỉ cần là đồng ruộng trồng ra được ngũ cốc đều bị đánh thuế theo mẫu. Ý của Trung Đường đại nhân là đồng ruộng bị đánh thuế, đất quan được khai phá xong cũng là đồng ruộng, cho nên những mẫu ruộng khai quan được cũng phải đánh thuế. Nếu hoàng thượng không kham nổi việc thiếu bạc, sẽ nghĩ tới việc khai quan hiện nay sẽ hạ chỉ thu thuế theo luật đối với những mẫu ruộng vừa mới khai quan xong, để giải quyết khó khăn hết bạc. Các địa phương muốn thu thuế ruộng đất thì phải cử người đo đạc đồng ruộng, chỉ cần triển khai thực hiện. Trong vụ này không chỉ có tiền dạy chọn mà còn có tiền đúc lót. Bạn tính này khi tính toán ra số tiền nhỏ, số tiền lớn đều đã rõ ràng rồi. Thật ra thì kể từ ngày hoàng thượng hạ lệnh khai khẩn đất quan, ta đã có kế hoạch này. Phải đo đạc đất đai và thu thuế đối với những khu vực vừa được khai quan. Bây giờ thời cơ này đã tới rồi, chúng ta phải để hoàng thượng hiểu rằng hiện tại quốc khố nhà Thanh trống rỗng, chi phí tăng cao. Nếu còn không thu thêm bạc vào ngân khố, nhà Thanh có thể xảy ra đại loạn mất. Chỉ cần hoàng thượng không chịu đựng nổi, người hạ chỉ gia tăng thu thuế, vậy ngày tháng tốt đẹp của chúng ta không phải tới rồi sao? Chúng ta chờ từ sai, chờ tới sắp ngửi thấy mùi gỗ của quan tài rồi. Việc này chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt mới phải. Việc này hễ triển khai, đôi mắt của chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ đo đạc thu thuế này thôi. Tầm nhìn của chúng ta còn phải nhìn xa hơn một chút. Lời này nghĩa là sao? Một khi triển khai đo đạc ruộng đất, trưng thu thuế ruộng, chắc chắn sẽ có lượng lớn hộ nghèo và dân khai quan lo sợ không nộp nổi thuế, lần lượt từ bỏ ruộng của mình canh tác. Những ruộng mới này sẽ trở thành cánh đồng quan phế vô chủ. Tới lúc đó chúng ta sẽ phái người đi rào hết lại những mảnh đất đó, bán cho nông dân dưới danh nghĩa là ruộng tư. Sang tay một phen như vậy, một lần chuyển nhượng không chỉ kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần 100 lần thôi đâu. Đúng. Được đó. Đúng. Lần này hoàng thượng đi Tiền Đường, nghe xong tấu trình của Lưu Thống Huân, đã nói rõ ràng trong chiếu chỉ về khai khẩn đất quan, nói là không được đo đạc thu thuế đối với ruộng đất mới khai quan. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đó. Nếu như hoàng thượng cứ chịu đựng như vậy, không tăng thu bạc cho ngân khố, vậy thì chúng ta phải hành động gì đó. Đương hoàng không được thì chúng ta làm âm thầm. Trung Đường đại nhân đã giúp chúng ta yên tâm hơn. Lỡ hoàng thượng thay đổi thanh chỉ thì chúng ta cứ theo cách cũ của chúng ta, mạnh ai làm việc người đấy. Đúng. Về phía hoàng thượng, ta sẽ khiến ngài ấy thông suốt hơn, rồi xem dò ý của ngài.
Được rồi, có gì cứ nói thẳng đi, đừng ở đây ấp ấp úng nữa. Dạ hoàng thượng, cách đây không lâu thần đi tuần các tỉnh thiên tai, trên dọc đường nhìn thấy rất là nhiều người chết vì thiên tai. Di thần nghĩ rằng hoàng thượng nên cầu nguyện cho những linh hồn này, để tránh bọn chúng làm hại ba tánh, cũng sẽ quấy nhiễu tới thanh cung. Vậy khanh nói đi, bây giờ phải cầu nguyện ra sao mới có thể xua đuổi những ma quái này? Hoàng thượng, ma quỷ tàn hình, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra những chuyện nguy hiểm bất ngờ. Cho nên Di thần nghĩ rằng hoàng thượng nên chọn một ngôi chùa thật lớn nổi tiếng, mặc áo cà sa, tay cầm đàn hương, cùng vào chùa lễ Phật trong 30 ngày. Nếu được như vậy, ma quỷ trong thiên hạ sẽ không còn chỗ ẩn nấp nữa. Nột thân à, ta thấy khanh đúng là hồ đồ rồi đó. Thiên hạ không có ruộng trồng trọt, không ngũ cốc thu hoạch, không có lương thực dự trữ. Trong thời điểm quan trọng này, khanh kêu trẫm đi sống ở trong chùa, hơn nữa còn thời hạn tới 30 ngày. Mặc kệ thời cuộc, trong lòng trẫm có yên ổn được hay không? Hoàng thượng bớt giận, di thần ngu đần, di thần ngu đần. Hoàng thượng hạ lệnh muôn dân khai quang mở thêm đất ruộng, quá thật là đại nghiệp ngàn đời nay của nhà Thanh ta. Trong chiếu chỉ hoàng thượng còn nói, ruộng đọc mới khai quang không được phép đánh thuế. Hoàng thượng thanh minh. Nhưng mà hoàng thượng, di thần có một câu này, không biết có nên nói hay không? Nói. Phòng quân khí và phủ nội vụ nhận được tin báo của các nhà môn khắp nơi ồ ạt khai quang, nhà môn địa phương phải đầu tư kinh phí lớn, nếu không được trợ cấp kịp thời e rằng tình hình sẽ rất tồi tệ. Đây cũng là việc trẫm đang lo lắng. May mà quốc khố của trẫm vẫn chưa hoàn toàn trống rỗng. Như vậy đi, nếu như nha môn địa phương cần tiền cứu trợ thiên tai khẩn cấp, cứ phân bổ cho họ là được rồi. Hoàng thượng thương tình, hoàng thượng thánh minh. Trung được đại nhân, hoàng thượng nói sao? Hoàng thượng yếu quốc khố đủ bạc, cái gì cũng không sợ. Mau chóng thông báo xuống dưới, việc gì cần làm cứ triển khai làm hết, tranh thủ phân bổ hết bạc trong khố ra chi tiêu hết. Phải cho hoàng thượng biết, một tên ăn xin đến gõ cửa dễ đối phó, nhưng nếu là một đám ăn xin tới thì đóng cửa cũng không kịp rồi. Hiểu rồi, tôi đi căn dặn liền. Trương công công, ngài tới thật đúng lúc. Tháng trước hoàng thượng đã có khẩu dụ, ba tòa cung điện nội cung quanh năm mưa dột, năm nay bắt buộc phải sửa chữa lại. Nếu còn không sửa, công công ở phòng sửa chữa chúng tôi sẽ bị mất đầu đó. Tranh thủ làm là được, sao cứ phải hỏi ta chứ? Chuyện này không làm phiền ngài đúng là rất khó làm. Việc chi ngân lượng của triều đình, nghe nói phát trợ cấp hết cho những thứ dùng cho khai quang: trâu bò, cuốc xẻng, hạt giống, thùng bạc của ngân khố đã thấy đáy rồi, làm gì còn khả năng chi bạc sửa chữa cung điện chứ? Các ngươi đừng làm bệ hạ thêm bế tắc nữa. Hạn hán dân quý năm nay tính theo phân bố của các năm trước nên chi vài triệu lượng, nhưng giờ thì hỏi hộ bộ, đừng nói là vài triệu lượng, cho dù giảm tới 9 phần cũng không cách nào chi nổi. Vậy phải làm sao đây? Nhà nhà đều bị khai quang tới nghèo mất, cuộc sống này còn muốn sống nữa không? Nói người nói bậy bạ gì vậy? Đứng qua một bên tát miệng. Mạnh lên. Bỏ đi. Các ngươi đó đừng có mà quanh quẩn trong phủ nội vụ nữa. Ta dẫn các ngươi tới hộ bộ tìm Thiết Cung Nam. Vẫn còn các quy định cũ đã được phê duyệt, ông ta dám không chi sao? Dạ.
Trời ơi, nộp trung đường. Cổ dân, có chuyện sao? Chuyện gấp. À, vào trong nói. À. Có chuyện gì mà ông hốt hoảng như vậy? Nộp trung đường ơi, số bạc trợ cấp dùng cho khai quan ở các tỉnh, hộ bộ đã phụng chỉ cho phân bổ đi hết rồi. Nhưng mà ngân hố ngày một giảm nhiều. Theo tôi thấy, sắp sửa cạn kiệt rồi. À, ngài có điều không biết đó thôi. Mới lúc nãy Trương Công Công dẫn theo phòng sửa chữa tới, đòi chi bạc sửa chữa. Tôi một xu cũng không biết kiếm đâu ra nữa, cho nên đã nói khéo kêu họ về rồi. Cái gì hả? Ông nói khéo đuổi Trương Công Công về rồi à? Cụ dân ơi, ngân lượng dùng cho phòng sửa chữa mỗi năm đều phải bắt buộc phân bổ theo tỷ lệ đó. Việc này ông không biết sao? Ở đâu bị rơi ngói dột mưa đều không sao, chỉ có nội cung tuyệt đối không được rơi một miếng ngói hay dột một hạt mưa nào. Cổ dân ông... Ê, đạo lý này tôi hiểu. Nếu không thì sao tôi tới tìm ngài chứ? Tôi muốn bàn bạc với ngài một chút. Ngài xem, số bạc phát cho phòng quân khí có thể tạm quản một chút được không? Bạc phát cho phòng quân khí không phải là con số nhỏ, cho nên nộp trung đường ngài.